Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Xin trân trọng kính chào khán giả đài truyền hình SBTN. Sau đây xin mời quý vị theo dõi chương trình điểm tin đầu tuần với Đỗ Dũng. Hôm nay là thứ hai, 21 tháng 9 năm 2020. Chào anh Ngô Văn Sinh Y. Vâng, thân mến chào Đỗ Dũng và xin một lần nữa kính chào quý khán giả SBTN. Thưa quý vị, thứ sáu tuần qua có cái sự kiện quan trọng, đó là sự ra đi của thẩm phán Ruth Ginsburg của tối cao pháp viện. Và sáng nay quý vị coi chương trình SBTN Morning cũng như quý vị coi tin tức SBTN trong những ngày qua đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Nó trở thành một cái điểm nóng trong chính trường của Mỹ, và bây giờ hai bên Cộng hòa Dân chủ, cả Tổng thống Donald Trump lẫn ứng cử viên Phó Tổng thống, lẫn ứng cử viên cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều tập trung vào chuyện này mà quên hết các chuyện khác. Thì chúng tôi đã nói cái chuyện này nhiều rồi, hôm nay trong chương trình với Ngô Văn Sinh Nhi chúng tôi xin phân tích hai cái chuyện. Chuyện thứ nhất là nếu mà Tổng thống Donald Trump đề cử người thay thế bà Ginsburg mà theo như ông nói là thứ sáu thứ bảy này, và nếu ông Mitch McConnell lãnh tụ đa số của Cộng hòa tại Thượng viện thành công trong việc mà đưa cái người mới vô để mà thay thế bà Ginsburg, các nhà phân tích nói rằng là điều này có thể gây nguy hiểm cho cái gọi là cuộc bầu cử của Tổng thống Donald Trump. Nó có hai cái ở đây. Thứ nhất á, là cái chuyện này nó sẽ làm cho cho cử tri và ủng hộ Tổng thống Trump họ khoái. Tức là họ cũng muốn có một cái tòa án mà nó bảo thủ hơn. Chắc chắn là 6-3 nó bảo thủ hơn rồi. Anh công nhận không? Nhưng mà nó cũng có thể làm cho những cử tri mà trước đây bầu cho ông Trump, đáng lý bầu cho bà Clinton, mà những cử tri người ta quan tâm đến hai vấn đề. Thứ nhất là vấn đề bảo hiểm y tế, tức là Obamacare. Thứ hai là vấn đề phá thai. Chúng ta biết là cái Obamacare hiện nay là đang nằm ở tối cao pháp viện, đang chờ giải quyết. Còn cái chuyện mà Roe vs. Wade có từ năm 1973 cho phép phụ nữ phá thai, thì những bên cái phe bảo thủ đó là muốn chấm dứt hai cái này. Phe mà cử tri dân chủ đó không muốn chấm dứt hai cái này. Thì thưa anh Nhi, sau khi anh nghiên cứu, anh coi hết cái này, thì thưa anh, liệu cái này có ảnh hưởng đến cái số cử tri mà độc lập đáng lý bầu trong Trump? Mình không nói tới cử tri mà phen cứng nha. Mình bỏ quên qua bên, anh đừng nhắc tới nữa. Những cử tri này là sống chết với bầu Trump rồi. Còn cử tri dân chủ là sống chết thì cũng không bầu trong Trump, bầu cho Biden. Bỏ hai cái nhóm đó qua vì nó tính nhóm giữa thôi. Anh nghĩ sao về chuyện này? Dạ vâng, thì đây là một cái coi như là một cái vấn đề rất là quan trọng, một cái quyết định chính trị rất là quan trọng cho Tổng thống Trump. Theo tôi nghĩ thì Tổng thống sẽ tiếp tục quyết định chọn một cái người nominee để thay thế cho bà Ginsburg. Nhưng mà cái nhân vật đó sẽ là ai sẽ là một cái yếu tố quan trọng, và dĩ nhiên nó sẽ ảnh hưởng tới khối cử tri. Năm 2016, một số cử tri của đảng Dân Chủ và một số cử tri đã từng ủng hộ cho đảng Dân Chủ trước kia đã bỏ phiếu cho ông Trump vì nhiều lý do. Thứ nhất, ông là một người outsider, và thứ nhì nữa là ông có thể tới và làm một cái cuộc cách mạng chính trị, và họ đã chán ngán với những tà ma chính trị của những vị lãnh đạo trước đó. Thành ra họ đã ủng hộ cho ông Trump. Tuy nhiên, những khối cử tri này, vâng, họ có những cái issue và họ sẽ có cái vị trí, có cái position của họ đối với những cái vấn đề đó. Và dĩ nhiên họ sẽ lo ngại sự chọn của một vị chánh án tối cao pháp viện mới sẽ là một nhân vật quá bảo thủ, cứng rắn hay không. Và cái vị trí của cái nhìn, cái view của cái vị mới thẩm phán mới này trong các cái vấn đề quan trọng như là vấn đề phá thai, abortion và những cái vấn đề khác mà hiện giờ khối cử tri bảo thủ cũng như cái lực lượng bảo thủ họ đang tìm cách tranh đấu và đoạt lại được. Nhưng đối với Tổng thống Trump, ông vẫn phải có một cái hành động để giữ cái khối cử tri của ông, khối cử tri bảo thủ, và để làm cho mạnh mẽ hơn
lực lượng ủng hộ đó của ông. Ông phải có một cái quyết định và ông phải chọn một vị chánh án bảo thủ. Và đây là hơn nữa, đây là một cái cơ hội duy nhất. Tôi không biết là tổng thống sẽ tái đắc cử hay không tái đắc cử, nhưng mà cũng sẽ rất khó. Có thể tổng thống tái đắc cử, nhưng cái thượng viện nó có thể về tay của đảng Dân Chủ. Và nhìn xa thì thấy có nhiều cái lý do rất là bất lợi cho đảng Cộng Hòa cũng như cho tổng thống Trump sau cái năm 2020 bầu cử này. Thì đây là cái cơ hội duy nhất để đảng Cộng Hòa và đặc biệt là cái khối bảo thủ họ có thể thực hiện cái giấc mơ của họ, đó là có một cái khối đa số tại Supreme Court. Cái điều này rất là khó làm. Và hơn nữa, sau cái kỳ bầu cử tổng thống này sẽ có rất nhiều vấn đề được đưa ra tòa án tối cao. Ngay cả cái vấn đề kết quả bầu cử cũng có thể dẫn tới cái tòa án tối cao. Thành ra cái quyết định mà có thể mà làm kịp được một vị thẩm phán mà được sự ủng hộ của đảng Cộng Hòa và được khối bảo thủ rất là quan trọng và rất là cần thiết cho tổng thống Trump và cho đảng Cộng Hòa. Họ sẽ risk rất nhiều vấn đề khác và Dân Chủ sẽ đang tấn công, và cái việc mà thông qua cái điều này cũng chưa chắc là dễ vì nó trải qua rất là nhiều vấn đề, và nhưng mà nó rất vô cùng quan trọng, quan trọng đến nỗi những lực lượng cử tri của đảng Dân Chủ, của phe cấp tiến, họ đã tấn công rất mạnh và đã đe dọa sẽ có những cái cuộc bạo động mới nếu mà một cái thẩm phán, một cái nominee của đảng Cộng Hòa, của tổng thống Trump là một người bảo thủ được đưa ra. Tuy nhiên cái họ sẽ nhìn và đợi xem cái nhân vật này sẽ là ai, sẽ không còn vấn đề là có hay không có chuyện mà đảng Cộng Hòa và tổng thống Trump có đưa người ra thay thế bởi Ginsburg hay không. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ có vấn đề sẽ là một người nào. Vậy như tổng thống Trump đã hứa hẹn, đó sẽ là một phụ nữ, và tuy nhiên ông sẽ chọn một cái người nào không có đến nỗi mà làm lo sợ những cái cử tri mà có một cái tinh thần cấp tiến một chút xíu trong cái vấn đề phá thai, trong những cái vấn đề immigrant, di dân. Những cái vấn đề đó thì có thể nó sẽ gây trở ngại cho tổng thống Trump, vì những người đó họ sẽ có thể bất mãn mà quay trở lại bỏ phiếu cho ông Biden, và thành ra những bộ tham mưu của tổng thống Trump sẽ phải làm một cái bài toán và sẽ mất bao nhiêu phiếu, khoảng bao nhiêu phần trăm phiếu tại những vùng nào, những tiểu bang nào. Nếu mà xảy ra tại những cái vùng mà họ nghĩ rằng họ đã mất phiếu, họ sẽ thua thì không cần nữa, mặc dù là có thể mất thêm nhiều phiếu ở đó, nhưng mà tiểu bang đó thì cái cơ hội thua nó đã cao rồi, thì họ sẽ không. Thành ra nó có nhiều cái bài toán chính trị sẽ xảy ra. Nói chung là bây giờ nói thẳng luôn nè, ông Biden có 10 phiếu, ông Trump có 10 cử tri, ông Trump có 10 cử tri. Bây giờ có gọi là 3 cử tri đang lưỡng lự. Ông sẽ phải tính theo cái chuyện là tôi đề cử này tôi có mất bao nhiêu hay là tôi thêm bao nhiêu. Yeah. Có đúng không? Đơn giản như vậy. Thế thì bây giờ hồi nãy quý vị thấy trên màn hình nó có 2 phụ nữ, 2 thẩm phán, 2 chánh án thì đúng hơn. Thứ nhất là bà Amy Barrett, xin mời các thật cho coi lại hai hình đó. Bà này đang là chánh án tòa kháng án số 7 ở tại Chicago. Đó, bà bên trái. Bà này là người công giáo. Và hồi bà đi học ở tại Notre Dame, bà dạy đó, bà cũng tham gia cái hội mà gọi là bảo vệ cuộc sống, pro-life. Bà bên phải đó là bác Barbara Lawa. Bà này đang là chánh án của tòa kháng án số 11. Bà này gốc Hispanic. Theo anh Nhi, bây giờ tôi nghĩ đó, mình nghĩ bình thường nha, vẫn có thể những cái này họ thay đổi ý kiến của họ. Đúng. Tại vì khi họ lên đó là họ lên live thai rồi, không nhất thiết là họ làm theo tổng thống mà chúng ta thấy. Yeah. Và luôn luôn họ bảo vệ cái tòa đó. Bà bên trái là bà Barrett, thì nếu mà bổ nhiệm bà này thì coi như là cái cánh pro-life, cái cánh mà phản đối phá thai họ ủng hộ, đúng không? Còn bà bên phải thì ông sẽ lấy được phiếu của Latino. Yeah. Đó. Và đặc biệt là bà này là trước khi lên tòa kháng án của liên bang, bà từng là chánh án của tối cao pháp viện, thẩm phán tối cao pháp viện Florida. Mà Florida là tiểu bang quan trọng, trong đó cái cử tri gốc Hispanic là swing vote, đúng không? Và tới 29 phiếu cử tri đoàn.
Mà từ hồi năm 2000 tới giờ không ai thắng tổng thống mà không thắng Florida. Anh Nhi nghĩ sao về một trong hai này? Nó khổ cái là phải chỉ chọn được cái bà kia Catholic, bà cái bà mà gọi là gốc Hispanic chắc chắn là Catholic rồi. Yeah. Nhưng mà chưa chắc bà pro-life bằng cái bà kia. Thế anh biết là người da trắng mà họ tôn giáo họ mạnh hơn đấy. Chứ còn Latino thì nhiều khi không mạnh lắm. Thưa anh, theo như anh bây giờ cố vấn là tổng thống Donald Trump thì nên chọn bà nào? Không chọn được hai bà thôi. Bây giờ chọn bà nào để mà ông có thể bảo đảm là ông lấy thêm được một số phiếu của những người mà là cử tri đứng ở giữa độc lập đó, chứ cử tri mà ủng hộ ông là mình miễn bàn rồi, không? Thưa anh, theo như anh thì nên chọn ai? Thật ra đó thì đúng như anh Đỗ Dũng đã phân tích thì rõ ràng là tổng thống Trump sẽ không thể risk để mất hết những cái phiếu mà ông đã mất năm 2000, đã có được năm 2016, ông không thể mất những cái số phiếu đó. Thì khi mà hai vị chánh án này đó, thì dĩ nhiên bộ tham mưu cái bang mà tuyển chọn nominee của tổng thống Trump sẽ review, sẽ xem lại tất cả những quyết định của họ trước đây trong tất cả các vụ án, vì họ, nhất là những vị này là ngồi ở tòa kháng án, mà là một cái tòa nó rất là quan trọng, đứng thứ nhì sau tối cao pháp viện, thì cái record của họ có bảo thủ đủ hay không. Và mặc dầu dĩ nhiên là khi mà đưa những vị này ra thì nó sẽ gặp những phản ứng thế nào đối với các vị thượng nghị sĩ khác, có thể chấp nhận được hay không. Có một số thượng nghị sĩ thì có thể chấp nhận được, mặc dầu họ không muốn có quyết định bổ nhiệm người thay thế lúc này. Tôi nghĩ rằng chọn một cái bà mà người gốc Hispanic, Catholic và tại Florida thì nó có nhiều cái lợi thế cho Tổng thống Trump về cái mặt, vì ông phải thắng Florida. Đây là một cái tiểu bang vô cùng quan trọng mà ông thị trưởng New York đã bỏ ra cả 100 triệu đô la. Cựu thị trưởng. Cựu thị trưởng New York đã bỏ ra 100 triệu đô la để giúp Joe Biden thắng tại tiểu bang này. Thành ra đây là, nếu về tâm lý thì tôi nghĩ ông nên chọn cái bà La Hoa. Dạ. Như vậy nói cái khác là như Nhi nói là nhờ, nếu bà La Hoa được chọn và được lên tối cao pháp viện thì phải nói là bà sẽ không có gây nên một cái controversy nào. Ừ. Tức là nếu mà bà được vô tối cao pháp viện mà kỳ này xong thì phải nói cái khác là nhờ ông tỷ phú Bloomberg, đúng không? Và xin quý vị đừng rời màn hình SPTN, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.